Tại cửa khẩu Buprang, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng doanh trại tiểu khu quân sự Mundunkiri, Vương quốc Campuchia. Trong thời gian vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và tiểu khu quân sự Mundunkiri, Campuchia đã phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin mộ trí liệt sĩ Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và tạo điều kiện thuận lợi để đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã trao 500 triệu đồng đợt 2 trong tổng kinh phí hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng doanh trại tiểu khu quân sự Mundunkiri. Hiện công trình đã được xây dựng cơ bản, thiết kế phù hợp và bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ. Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2022 nhằm kiểm tra đánh giá kết quả công tác huấn luyện, năng lực tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống cháy nổ, cũng như hiệu quả quản lý khai thác sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thao. Hội thao phòng cháy chữa cháy của Bộ Tổng Tham mưu năm 2022 gồm phần thi lý thuyết tìm hiểu về pháp luật phòng cháy chữa cháy, kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, phần thi thực hành với 4 nội dung, chạy tiếp sức, dập tắt các đám cháy chất lỏng, chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan, chữa cháy bằng máy bơm nước chữa cháy và chữa cháy bằng xe chữa cháy. Hội thao góp phần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ và kỹ năng chữa cháy của mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế thiếu sót nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan đơn vị. Để giúp lực lượng chủ lực của quân chủng phòng không không quân nâng cao trình độ trong tác chiến, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, quân chủng phòng không không quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho sư đoàn phòng không 375 và sư đoàn không quân 372, với kịch bản là đánh trả các cuộc tập kích đường không quy mô lớn. Trước khi bắt đầu các đề mục diễn tập, bên cạnh làm tốt công tác chính trị tư tưởng, Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 đã tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện tăng cường để bộ đội nắm chắc quy trình diễn tập, luyện tập phương án và sơ duyệt, tổng duyệt diễn tập từ phân đội cho đến trung đoàn và sư đoàn. Chỉ huy trung đoàn xuống giúp đỡ đơn vị bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công tác, tham mưu, tác chiến, thứ tự các bước chuyển thành chiến đấu. Nội dung quy định diễn tập phòng tổng hợp, quy định diễn tập chiến thuật, huấn luyện các đội ngũ chiến thuật từ khẩu đội, một xe một pháo, huấn luyện trung đội, huấn luyện đại đội, thực hành làm chuẩn bị đấu, huấn luyện đại đội cơ động nhanh. Trong đợt diễn tập này, nhiều nội dung mới và khó được đưa vào để kiểm tra thực chất trình độ các lực lượng, đặc biệt là khả năng cơ động nhanh, tác chiến ban đêm trong điều kiện địch tác chiến điện tử mạnh. Đối với lực lượng không quân là bài bay phức tạp, tác chiến trên đảo xa, biển xa, tác chiến với các mục tiêu khó. Chúng tôi có sử dụng các lực lượng đối kháng quân xanh quân đỏ, có tổ chức cho các đơn vị không quân đánh máy bay trinh sát báo động sớm, đánh máy bay ném bom chiến lược và các lực lượng phòng không, radar, tên lửa, pháo. Chiến tranh hiện đại, đối phương thường sử dụng các loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí chính xác, tác chiến từ xa, phi tiếp xúc. Do đó, lực lượng phòng không không quân phải không ngừng nâng cao trình độ tác chiến với các hình thức tác chiến mới, có độ khó cao, kết hợp cách đánh truyền thống và hiện đại. Qua cuộc diễn tập, thì chúng tôi cũng đã trao đổi, rồi thống nhất với các lực lượng trên địa bàn về cách thức, hình thức, phương pháp tổ chức hiệp đồng chiến đấu, cách thức về thống nhất về hệ thống mục tiêu và trình tự giải quyết các nhiệm vụ về chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Thành công của diễn tập không chỉ là thành tích trong mỗi đề mục mà còn là những bài học kinh nghiệm về những gì có thể làm tốt hơn nữa trong tác chiến thực tế. Đây là tiền đề để các đơn vị phòng không không quân tổ chức tốt hơn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời được phân công, đủ khả năng đánh bại, tiến công hỏa lực đường không của địch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng gần nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung mới được quân khu 5 đưa vào diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi. Tình huống diễn tập là một tàu chở dầu trọng tải 6.000 tấn di chuyển vào khu vực cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất thì xảy ra hỏa hoạn, làm tràn hàng chục mét khối dầu đeo. Để đảm bảo an toàn con người, thuyền viên đã rời tàu, dẫn đến nguy cơ phương tiện bị trôi giạt. Vị trí tàu rất gần nhà máy lọc dầu, có thể cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng và công ty lọc hóa dầu Bình Sơn lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là rất là rõ các cái công tác là triển khai cái thu gom dầu tràn rất là hiệu quả. Trên cảng xuất sản phẩm thì các cái hệ thống chữa cháy cũng đã được kích hoạt để bảo vệ các cái hạng mục công trình trên bờ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan ban ngành tại địa phương tham gia vận hành cơ chế và thực binh trên biển. Các đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin, điều hành phương tiện cứu người, chữa cháy và thu gom dầu tràn, sơ tán nhân dân và đảm bảo an ninh, an toàn khu vực. Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh tham gia diễn tập đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quan tâm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về vật chất tinh thần cho các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, thực hành quay phim, hoàn thành mục tiêu, ý định, đề mục diễn tập Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là nội dung hết sức quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hoạt động này còn giúp nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và khả năng trình độ ứng phó với nguy cơ cháy nổ tại khu vực nhà máy lọc dầu Dung Quất và các cụm công nghiệp khác trên cả nước. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn biên giới dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong tháng 8 năm 2022, an ninh trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, toàn lực lượng triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đấu tranh thành công 12 chuyên án, bắt giữ 387 vụ với 1.262 đối tượng, thu gần 64 kg ma túy các loại, tạm giữ hàng hóa trị giá trên 10 tỷ đồng để điều tra xác minh. Thời gian tới, trước mắt là dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường bám nắm địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với tàu cá ngư dân vừa liên tiếp cứu hộ cứu nạn thành công 2 phương tiện cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm qua, tại khu vực cách cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, 35 hải lý, thuyền đánh cá mang số hiệu HT-20231TS với 5 thuyền viên bị hỏng máy, trôi giạt nhiều giờ trên biển. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu với 10 cán bộ chiến sĩ ra ứng cứu. Đến 1 giờ 15 phút sáng nay, 27 tháng 8, đã tiếp cận được thuyền gặp nạn, cung cấp thực phẩm, kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên và tổ chức kéo tàu bị nạn vào bờ. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, tàu bị nạn đã cập cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà, an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Do sóng to, mưa to, gió lớn, rồi là máy bị ngập nước, bị hỏng, rồi là máy điện thoại về được, điện thoại thì sóng lúc có lúc không, nhưng mà cũng điện về được bộ đội biên phòng là cùng kịp thời ra để cứu giúp anh em. Nếu như mà không có bộ đội biên phòng thì chúng tôi cũng chẳng biết phiêu bạt tới phương trời nào nữa. Nói chung là nó còn lâu. Trước đó, tối 25 tháng 8, tại vị trí cách vùng biển huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh khoảng 23 hải lý, thuyền đánh cá mang số hiệu HT-90192TS có 4 thuyền viên đang đánh bắt cá thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Đến 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với tàu cá, ngư dân đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo nước này và Anh sẽ đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng nếu cả hai không thể xác định họ là bạn bè hay là kẻ thù.
Tuyên bố của ông Macron được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss, ứng cử viên Thủ tướng Anh, tuyên bố vẫn chưa xem xét liệu Tổng thống Pháp là bạn hay thù. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên thuộc đảng bảo thủ cầm quyền ở Norfolk mới đây, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng hiện vẫn chưa quyết định liệu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là bạn hay thù. Bà Truss tiết lộ thêm, nếu trở thành Thủ tướng Anh, bà sẽ đánh giá ông Macron thông qua hành động chứ không phải lời nói. Tổng thống Macron, người đang công du Algeria hôm 26 tháng 8, đã tỏ ra không hài lòng với phát biểu của Ngoại trưởng Anh Liz Truss về quan hệ song phương. Nếu nhận được cùng câu hỏi, tôi sẽ không chần chừ một giây mà nói rằng Pháp là một người bạn của nhân dân Anh. Nếu Pháp và Anh không thể nói liệu mình là bạn bè hay kẻ thù của nhau, khi đó chúng ta sẽ lâm vào các vấn đề nghiêm trọng. Ông Macron khẳng định, Anh vẫn là một quốc gia thân thiện và đồng minh mạnh mẽ của Pháp, bất kể ai là lãnh đạo của nước này, và đôi khi bỏ qua những sai lầm nhỏ mà các nhà lãnh đạo có thể mắc phải trong lúc phát biểu. Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội thảo khoa học ký kết ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường biển, hoạt động săn lấp, lấn biển, phát triển du lịch biển tự phát, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép trong khu bảo tồn biển, khai thác hải sản có tính hủy diệt. Thời gian tới, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ hỗ trợ phối hợp với tỉnh Khánh Hòa triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ sinh thái biển, rừng, cửa sông, ven biển. Tại hội thảo, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và tỉnh Khánh Hòa đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong đánh giá tổng thể hiện trạng hệ sinh thái dạng san hô, đề xuất các giải pháp quy hoạch, quản lý, bảo tồn, phục hồi, tăng cường bảo vệ và sử dụng bền vững các hệ sinh thái tại khu vực Hòn Bà, Sông Cái, Hòn Trồng, Hòn Mun, Vịnh Nha Trang. Để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên, bà con ngư dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng nay tại Quảng Trị, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức tuyên truyền và tọa đàm thanh niên chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần 200 cán bộ đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và bà con ngư dân trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã được báo cáo viên Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 thông tin về tình hình biển đảo trong thời gian gần đây và tọa đàm trao đổi về quan điểm của nhà nước Việt Nam trong giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, phát triển kinh tế biển, đồng thời giới thiệu về quá trình xây dựng phát triển của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.